Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay lại tiếp tục quay cần để cho mọi người lựa. Đấy. À, mình dồn qua bên xong rồi mình quay từng cây một cho mọi người nhé. Đây, đầu tiên là cây cần này. Cần này thì giờ là nói thật là không thấy. Không thấy tên này, không biết cái hãng gì rồi. Đây còn được mấy cái chữ. À, đây đây đây. Thấy mờ mờ. Đây qua. Đây qua nha mọi người. Cái cần đây qua dòng sinh crypto này. Đấy. Chất liệu là phíp cho mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Dàn fan của nó này. Hình như chỗ này có một cái fan bị mất hay có hay không có gì không rõ nữa. Nhưng mà mấy cái fan đây, fan kim loại đây. Đấy. Có đầu bu hình như nó. Đầu bu hình như nó bị dập rồi mọi người ơi. Đấy. Cái fan thì cái đầu bu cũng bị dập với mắt một cái fan chỗ này này. Đấy, đầu bu đáng lẽ đầu bu đa hướng mà nhưng bị dập rồi. Đây, đọt còn rất là mảnh nhá. Đấy, đọt này. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm. Sáu. Bảy. Bảy lóng tất cả mọi người. Bảy lóng. Bát này FS6 càng dài 5x3 thu vào là 88 cm, đọt là 0,85 ly, cân nặng 260 gram. Cái cần này cần số 1 cần là 160.000, số 1 160.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần thứ hai là một cái cần Olympic. Cần Olympic nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp, bát bát nhựa này. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Nước sơn cũng khá là đẹp. Đây. Fan này. Fan thì đây, cái này còn ok. Cái này cũng còn ok. Có cái này bị nứt nha mọi người, về nhỏ keo vào. Nhỏ keo dính vào. Đấy, còn cái này còn ok này. Đấy, hư một fan thôi. Đấy. Đầu bu này, đầu bu Fuji này, ok này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cái cần này ba lóng. Bắt. Cần này dài 2m4. Thu vào là 90 cm, đọt của nó là 2,1 ly, cân nặng là 220 gram. Đây là cái số 2. Và cái này bán 180.000 và 160.000, 160.000 nha mọi người, 160.000 mọi người mua nha. Đấy. Tiếp theo là cây cần này, Eco Club. Cái cần này thường là Korea, cũng có những cây là China xuất nhập, nhưng mà thường là cái cần này là Korea xuất nhập nha mọi người. Đấy. Bây giờ thì nó không ghi xuất xứ. Cây này như sản xuất năm 2014 á. Sản xuất 2014. Rất là xịn nha mọi người, cái này rất là xịn đây. Dàn fan Fuji này, fan Fuji nha mọi người. Đấy, dàn fan Fuji. Nhìn thấy dàn fan còn đẹp. Dàn fan còn đẹp nguyên. Nhá. Dàn fan còn rất là đẹp. Đọt này. Đấy. Ok. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng tất cả nha mọi người. Năm lóng. Cần này rất là đẹp. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này á. Ồ. Cái cần này. Phíp hay là gì ta.
cái cần này nó thực sự là mình nhìn nước sơn nó nước sơn của nó làm cho mình không nhận ra nó là phíp hay carbon nữa, đừng ngó cái ống thôi. Không ra nữa đâu. Này, thì đó là phíp đi nha mọi người. Cái cần cũng rất là đẹp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ trên 90%. Trên 90% nha mọi người. Chất liệu là phíp. Dạng fan Fuji. Fan Fuji thì dĩ nhiên là bass sẽ là Fuji rồi. Đấy. Bass Fuji FS6 này. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào là 1 m, đột 2 ly, cân nặng là 320 g. Cái này cây số 3. Số 3. Cái này bán 340.000. 340.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 5 là cái cần của thằng NGK này, nội địa Nhật này. NGK này nội địa Nhật chắc cú luôn nha mọi người. Cần này thì chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy, fan. Fan Fuji. Đấy, dòng fan Fuji. Đấy. Đọc này, chỗ này nó hơi bạc bạc cái sơn nhé. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. 3 lóng. Cần này thì nó thân nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Đây, nó to hơn cái ngón tay mình tí nhé. Cái cần này dài 2,1 m, thu vào là 76 cm, đột là 1,3 ly, cân nặng là 100 g. Cái này cây số 4. Số 4. Cái này bán 160.000. Số 4 160.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 5. Số 5 là một cái cần Daiwa. Cần Daiwa chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, bát FX5. Đấy. Cái chỗ này là cái chỗ để móc cước thì đấy. Cái này không phải đầu bu đâu, nhưng không phải phan đâu nhỉ. Cái này không phải phan nha mọi người. Đấy. Cái này để dắt cái gì đấy. Này, dàn phan của nó đây, nứt mắt đá, nứt còn đá này. Đấy. Ok, nứt hết trong rồi. Đầu bu này, đầu bu bằng kim loại, ok luôn nhé. Đấy, đọc mảnh dẻo. 1 2 3 lóng tất cả nha mọi người. Cần là dài 2,4 m, thu vào là 86 cm, đột 0,9 ly, cân nặng là 80 g. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này bán 100. Số 5, 100 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là cây này. Cây này chắc China, Đài Loan xuất Nhật gì đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. Đấy, fan còn ok. Một lóng, hai lóng, 3 lóng nha mọi người. Này, bắt
Thằng này dài 2m4, thu vào là 87cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 6. Cây này mình bán 150.000. Số 6 150.000 nha mọi người. Số 7 cần sấp. Cái cần này của cái hãng gì nhỉ? Cái này là của cái hãng gì quay đời như Uban hay cái gì á. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây. Cái cần này á thì nó bị rớt cái đầu bu thôi, nó không có bị gãy nha mọi người. Nó không có bị gãy mà nó bị rớt cái đầu bu. Rớt cái đầu bu này mình sợ tụt cái mấy cái fan này ra, mình phải quấn cái băng keo vào đây nhá. Đấy, mọi người về thay cái đầu bu đi thôi. Còn fan này, fan vẫn còn đá xám ok này. Đá nâu này. Đọt khá là to nha mọi người, khá là to cứng. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng thôi. Bát Fuji FX6. Cái cần này dài 3 mét, thu vào là 1m1, đọt là 3 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 7. À, 160.000. 150.000 nha mọi người, số 7 150.000. Tiếp theo. Số 8 là một cây cần Shimano, cần Shimano. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đây. Bát FX7. Bát này là đấy, FX7. Này, dòng fan của nó đây. Nứt. Nứt đấy. Được cái này còn này. Này nứt phía dưới, nứt bể. Cái dàn này thì về mọi người xử lý được, xử lý còn không xử lý được thì thay cho mọi người. Có một cơ số còn đẹp. Đấy, có một cơ số còn đẹp, còn một cơ số hư. Như mình đã đưa cho mọi người thấy đấy. Đấy, đầu bu. Đầu bu còn nha mọi người, đầu bu còn. Đầu bu còn ok. Đấy, phải là tiên này. Đầu bu còn ok nhé. Đấy. Một lóng. 2 lóng, 3, 4, 5, 6, 7 lóng nha mọi người, 7 lóng tất cả. Cái cần này dài 5m9 này, thu vào là 1m, đọt là 1,7 ly này, cân nặng là 520g. Cái này cây số 8. 250.000. Số 8 250.000 cho mọi người. Tiếp theo số 9. Rồi. Để cầm. Giờ không còn cái à, còn cái tem như thế này, pin như thế này nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85%. Đấy, dàn fan này có bị đứt này, à, cái vành này bị đứt, này về mọi người gia cố keo lại nhé. Fan này fan Fuji đây nha mọi người, Fuji nha mọi người, fan Fuji đây. Đầu bu. Đầu khá là cứng cáp. 1 2 3. Nó có 3 đoạn thôi nha mọi người, 3 đoạn.
Bass Fuji FS6. Cần dài 3 mét, thu vào là 1 mét mốc. Độc của nó là 2,8 ly, cân nặng là 220 gram. Cây này, cây số 9. Cây này bán 350.000. 350.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 10 là cây cần này. Cần này thì cần chế nha mọi người. Cần này hình như là cần tay chế ra thành cần máy nha mọi người. Đây, Bass Fuji FS6 này, cần này nó chế này. Đấy, đáng ra là tới đây, từ góc tới đây là hình như là một lóng này, nhưng mà người ta dán cứng luôn ở đây rồi, người ta đưa lên trên này. Đấy nha, chế thì mình chỉ cho mọi người là chế thôi. Đây, độc này, chế người ta thay độc luôn này, chế thành cần máy này. Chỗ này có một cái độc đoạn ngắn này, chỗ này dán cứng chỗ độc lóng chỗ này luôn này, lóng này dán cứng luôn này. Đấy, còn đoạn dưới này để mình thay, mình nó chế thành bao nhiêu lóng này, bao nhiêu lóng cứng này. 1 2 3, 4, 5, 6. Nó chế thành 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. 6 lóng nhưng mà nó không có bằng nhau. 6 lóng nó không có bằng nhau lắm. Đấy. Cần chế rồi. Bass Fuji FS6. Cần này dài 3,5 m, thu vào là 1,04 m. Cân nặng là 160 g. Độc của nó là 0,8 ly. Cần này cần số 10. Số 10. Cần này mình bán một, cần này chế rồi. Chế cần này mình bán 140.000 nha mọi người. 140.000. Tiếp theo một cái cần của cái hiệu gì đây thì cũng không thấy nữa rồi, chất liệu là phíp. Đấy, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75-80%. Đấy, dàn fan Fuji. Đấy, fan Fuji nha mọi người. Đây, có cái bị đứt thép. Đấy, đứt. Ok, dàn fan của nó đó nha mọi người. Những cái fan này thì ok rồi. Có fan này nè, có cái bị đứt thép nhé. Đấy, mọi người về gia cố lại. Còn cái chỗ này thì mình không biết là họ dán thêm cái này để làm gì. Đấy, ok. Đọc này. Một lóng. Không biết chỗ này có nứt gì không mà thấy có quấn nè. Ba lóng nha mọi người, ba lóng tất cả. Cái gần này dài 2,5 m, thu vào là 1,19 m, độc là 1,2 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số 11 này bán 140.000.
11 140.000 nha mọi người. Đấy, cái phần chỗ này người ta chế cái chiều vào đây, người ta quấn chặt rất là cứng nha mọi người. Tiếp theo số 12 là cái cần Olympic. Olympic 317 Olympic nha mọi người. Cần này chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Hàng fan của nó này, fan nó còn đá ok nha mọi người. Qua là cái lớp đệm su nhựa chỗ này này. Nó hơi bị giòn vỡ rồi. Đấy, nó hơi bị giòn vỡ. Cái này á, mọi người về chỉ cần nhỏ keo hoặc là thấm AB vô cho nó có độ dẻo là được rồi. Đấy, đọt của nó này. Đấy, cái con dòng fan thì mình thấy còn đá được ok. Mấy cái fan đào này là fan kim loại nhỏ nha mọi người. Người ta không bỏ đá tại vì nó nhỏ quá rồi, người ta không gắn đá nữa, người ta làm kim loại trơn đó nha mọi người. Chứ không phải là nó mất đá đâu. Đấy. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng. Sáu lóng. Bảy lóng nha mọi người. Bảy lóng. Bát Fuji FX6. Cái cần này dài 5m, thu vào là 85cm, đọc là 1,2 ly, cân nặng là 310g. Đây này, cây số 12. Giá cây này 290.000. 290.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần này. Cái cần này cũng không thấy cái tem kiểu gì rồi. Tróc tem rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, bát FX6. Này, dàn fan của nó kim loại còn ok nhé, ok nha mọi người. Này, đầu vu đầu một lóng, hai lóng. Ồ, nó có một fan bị hư nha mọi người. Một fan bị hư, nhắc lại một fan bị hư nhé mọi người, theo dõi kỹ cho mình. Đấy, có một cái fan bị hư mà nãy nó lúc vào trong này mình không thấy nhá. Này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng tất cả. FX6. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào là 90cm, độc là 0,7 ly, cân nặng là 260g. Cái cần này cần số 13. 180.000. 13, 180.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 14 này. Cần này China xuất Nhật nha mọi người. China xuất sang thị trường Nhật, dùng với thị trường Nhật. Đấy. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85-90%. Đây, dàn fan. Fan của nó mình nhắc lại này. Fan của nó là cái này nó chỉ bị bẩn thôi. Mọi người về rửa mà còn nó sạch à. Rửa nó sạch, nó chỉ bị bẩn thôi mọi người. Đá nao rồi vẫn còn nguyên nhé. Đây, gốm nao rồi còn nguyên. Đâu.
1 2 3 3 lóng tất cả nha mọi người, 3 lóng. 3 lóng. Cái cần này dài 2m9, thu vào là 1m1, độc là 2,1 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số 14. Cây này mình bán 160.000. 14 160.000 nha mọi người. Tiếp theo. Này. Cần số 15 là một cây cần Daiwa. Số 15 là một cây cần Daiwa nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%. Đấy. Cần này thân hình khá là to, độc lớn nè. Dàn phan. Dàn phan này thì mất đá rồi, mọi người về thay luôn nhé. Thay cái dàn phan, 4 cái phan rồi đi. Đây, còn đỡ bu thì còn. Ok. Đấy. Rất là cứng nha mọi người. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Cần súp. Bát FS7 này. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m16, độc là 3,2 ly, cân nặng là 140g. Cái cần này cần số 15. 15. Cần này mình bán 130.000. 15 130.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cần số 16 là một cây cần Olympic. Cái này Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Đây, Olympic, nhà máy ở Taiwan, xuất về thị trường Nhật. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng trên 90%. Đấy. Đây. Phan của nó còn ok hết nhé, dòng phan của nó còn ok, không có gì phải bàn cái dàn phan này nữa. Đấy, đọt này rất là mảnh. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng, nhắc đi nhắc lại cần này chắc nó rất là mới nha mọi người, cần này rất là mới. Đấy, cần rất là mới này, bóng sáng. Đấy. Bát Fuji FS6, Fuji FS6 nha mọi người. Đấy, Fuji FS6. Cái cần này dài 5m1, thu vào là 83cm. Độc là 0,7 ly, cân nặng là 360g. Cây này cây số 16. Đó. Cây này bán 230.000. 16 230.000 nha mọi người. Số 17 là một cây cần Olympic. Cần này chất liệu là phíp, mà hình của cái cần này khoảng cỡ 70%.
đấy. Dàn fan thì hư là Dobu Fuji còn đó. Dobu Fuji mắc đá rồi nha mọi người, Dobu Fuji mắc đá rồi đấy. Nói chung về thay hết dàn fan của Dobu, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người đấy. Bát ok. Cái cần này dài 21, thu vào là 77 cm, đọt 2 ly, cân nặng là 180 g. Cái này cái số 17 bán 70.000, 70.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 18, nó hiệu gì có hình chim này, chắc miếng chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 70%. Đấy. Dàn fan này hư hết. Fan này thì còn được. Fan gần này còn được, ba cái fan chỗ này hư rồi nha mọi người. Đấy. Dobu Fuji nha mọi người, Dobu Fuji. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng tất cả. Bát Fuji FX7 này. Cần là dài 3m2, thu vào là 1m1, 1m01 chứ. Đọt của nó là 2,9 ly, cân nặng là 340 g. Cây này cây số 18. Cây này bán 80.000. 18, 80. Tiếp theo số 19 là một cây cần kinh tên này, New Trick Star này. Chất liệu là phíp. Ngoài hình của cây cần này khoảng 85%. Bát Fuji FX6, dàn fan. Fan thì ba cái fan này mắc đá hết rồi. Fan này còn này. Đó, fan này còn được nè. Dobu. Đó. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng. Cái cần này dài 2m35, đọt là cái thu vào là 90 cm, đọt là 2,3 ly nha mọi người, cân nặng 140 g. Cái này cây số 19. Cái này 90.000. 90.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần Daiwa. Cần thì người ta đây. Cần này mình thấy có bát gắn máy đây, nhưng mà người ta gắn chế thành cần tay máy phụ hay sao này. Cái đọt nó được giải một đoạn rồi nhá, đọt nó bị giải một đoạn rồi đây. Người ta cột mấy cái fan nhỏ vào đây. Đấy. Chế vào cần tay máy phụ nhé. Đấy. Mấy cái fan nhỏ đa số là còn nha mọi người, đa số là còn fan. Đấy. Đa số còn fan. Phải chế thành cần tay máy phụ rồi. Đấy, đoạn đây. Dài 4m6, thu vào là 90 cm, đọt là 0,7 ly. Nó bị gãy một tí rồi mà đọt nó vẫn còn 0,7 ly nha mọi người. Cân nặng là 360 g. Cây này cây số 20. Đấy. Cây này mình bán 100. Nhanh người mua cho ra 100. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng, đó là
0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và đồ cao này thì mình sẽ ship code đơn hàng từ 200 ngàn trở lên mình sẽ ship nha mọi người. Và mọi người vấn đề lưu ý quan trọng nữa mà video nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, đó là trước khi mọi người nhận hàng, mọi người mình có cho phép xem hàng nên mọi người phải mở hàng ra xem hàng, kiểm tra thật kỹ xem có bị lỗi hoặc sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị trong quá trình vận chuyển bị gãy vỡ gì không, là lúc đó báo cho mình biết để giải quyết ngay lập tức nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn nào mà mọi người đã nhận hàng rồi với bắt đầu với điện thoại cho mình nói là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người.